lãng mạn, tràn ngập tiếng cười, đầy màu sắc. Những câu chuyện cuối cùng của chủ đề câu chuyện điện ảnh sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị khán giả, người nghệ sĩ đa tài, với những màn trình diễn của các thí sinh Vĩnh Thuyên Kim, Miko Lan Trinh, Lê Phương, Hùng Thuận. Cùng sự xuất hiện của giám khảo khách mời nam ca sĩ Dương Triệu Vũ, người nghệ sĩ đa tài tập 6, phát sóng vào lúc 21 giờ ngày thứ ba 11 tháng 10 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 11:45 trưa thứ tư 12 tháng 10 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Mời quý vị khán giả cùng đón xem.